Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý vị với Thời sự Thế giới phần 2. Hoa Kỳ, châu Âu trong thời gian qua đã phải đương đầu với những vụ tấn công tin tặc. Trong thời gian qua thì chúng ta thấy những cái tin tức liên quan đến Nga, những cái vụ tấn công tin tặc từ Nga và ngay cả các cuộc điện đàm giữa ông Tổng thống Biden với ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đó, ông cũng đề cập là kêu gọi bên phía chính phủ Nga phải ra tay nỗ lực để ngăn cản, cho dù những cái vụ tấn công phía Hoa Kỳ biết là đến từ chính phủ Nga, nhưng mà bên cạnh đó có những cái nhóm tin tặc họ sử dụng những cái IP từ nước Nga hoặc là ở nước Nga hay là ở Ukraine và dựa vào đó để tấn công tin tặc, bao gồm kể cả Colonial Pipeline gây ảnh hưởng đến các hoạt động chuyển tải dầu hỏa. Đến sáng ngày hôm nay, chính quyền của Tổng thống Biden lại đề cập đến nhóm tin tặc ở Trung Quốc. Nhưng mà điểm đáng chú ý lần này đó, họ nói thẳng luôn là phía Trung Quốc có một bộ mang tên là Ministry of Security, Bộ An ninh Trung Quốc. Và Bộ An ninh Trung Quốc này chuyên môn thuê mướn những tay tin tặc và nuôi những cái tin tặc này để tấn công nước Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác mà Trung Quốc xem là kẻ thù. Các hoạt động tin tặc này, mặc dù bên ngoài đó, tấn công vào các công ty Hoa Kỳ theo bản tin ghi nhận là nhằm mục tiêu đòi tiền chuộc. Nhưng mà cái chữ đòi tiền chuộc để phía Trung Quốc nói rằng ô, nhóm tin tặc này không phải là của Trung Quốc mà của một cái nhóm nào đó mượn cái IP của Trung Quốc để tấn công Hoa Kỳ. Chứ còn Trung Quốc hoàn toàn là phản bác. Thế nhưng cơ quan an ninh của Hoa Kỳ theo dõi, và ngoài cái chuyện tấn công vào công ty của Mỹ đó, bọn tin tặc này từ Trung Quốc tấn công vào Bộ Quốc phòng, cơ quan nghiên cứu không gian NASA và nhiều cái hệ thống khác nữa. Họ sử dụng hệ thống nào thưa quý vị? Microsoft Exchange. Không những một mà có tới cả chục ngàn cái hệ thống server của Microsoft Exchange. Không phải là cái hệ thống bình thường của chúng ta, cá nhân không bị, mà chỉ có những công ty nào sử dụng cái Microsoft Exchange Server đó mới bị ảnh hưởng. Và đa phần những ngàn công ty này có mặt ở Hoa Kỳ và châu Âu. Từ năm ngoái đó, bên phía Liên Hiệp Âu Châu đã liên lạc với phía Hoa Kỳ và họ đã chỉ trích và họ nói họ tìm thấy những cái vụ tấn công này bắt nguồn từ Trung Quốc. Và họ đã lên án nhà cầm quyền Trung Cộng đã tấn công, nhất là hôm nay họ đề cập đến Bộ An ninh. Ngoài ra, cũng ngày hôm nay, Hoa Kỳ chính thức truy tố 4 công dân Trung Quốc nằm trong cái nhóm tin tặc này. Và 4 công dân này, thưa quý vị, chịu trách nhiệm cho cái vấn đề mà tấn công tin tặc. Họ không có đề cập đến tên tuổi và không biết được 4 nhân vật này có mặt ở đâu hay là ở Trung Quốc, nhưng mà chịu trách nhiệm cho vụ tấn công tin tặc này gây ảnh hưởng đến các hoạt động. Chưa kể đó là bên phía châu Âu trong cái việc mà phối hợp hoạt động mà chống tin tặc cũng đã đề cập đến. Họ nói rằng cái mục tiêu của bọn tin tặc này đó phần lớn tấn công để ăn cắp bản quyền, nghiên cứu về không gian, nghiên cứu về công nghệ cao, trong đó kể cả các công ty của Hà Lan nữa. Cho nên hai cái hệ thống tin tặc tấn công đều nhằm mục tiêu tìm kiếm những cái thông tin bí mật về quốc phòng của Mỹ, về nghiên cứu không gian. Còn ở châu Âu đó là nhắm vào các tác quyền liên quan đến những cái hệ thống nhà máy sản xuất hoặc là những cái công nghệ cao mà bên phía Trung Quốc không có. Họ muốn đi con đường tắt, nghĩa là trong thời gian qua họ nghiên cứu không thành công. Bây giờ họ nói phải chi
mình biết được cái bí mật đó, mình lấy được bí mật đó, thì mình sẽ tự tạo ra một cái sản phẩm made in China mà không ai biết được hết. Vâng, thưa quý vị, vẫn trong phần tin thế giới thì quý vị cũng còn nhớ là ở tại Nhật, chính phủ của Nhật hiện nay vẫn đang truy lùng người cựu chủ tịch của công ty Nissan là ông Carlos Ghosn. Ông này vào năm 2018 đó thưa quý vị, đã chui vào trong một cái thùng và trốn lên trên khoang hành lý của máy bay và bay từ Nhật, bay ra khỏi Nhật và đi đến Lebanon để mà tránh cái việc mà bị tòa án của Nhật xét xử. Thì cho đến bây giờ chính phủ Nhật vẫn chưa bắt được ông Carlos Ghosn này, nhưng mà vào ngày hôm qua thì chính phủ Nhật đã truy tố hai đồng phạm trong cái vụ này là những người mà đã giúp ông Ghosn trốn thoát khỏi Nhật. Thì đây là hai cha con người Hoa Kỳ, Michael và Peter Taylor. Được biết là hai người này đó, theo như phía công tố viên tìm hiểu, thì họ chính là người mà đã bày ra cái kế hoạch là để ông Ghosn chui vào trong một cái thùng gỗ vốn là để đựng những cái dụng cụ âm nhạc đó thưa quý vị, và họ đã đục những cái lỗ ở xung quanh cái thùng để ông này có thể thở được. Và ông Carlos Ghosn đã chui vào trong cái thùng đó, và hai cha con này đã gửi cái thùng này lên máy bay, và cái chuyến bay đó bay thẳng ra đi đến Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó dừng lại ở Lebanon. Thì Lebanon với lại chính phủ Nhật đó không có cái thỏa thuận dẫn độ, chính vì vậy ông ta đã chọn cái quốc gia này, và hiện nay được biết là ông ta vẫn sống chui nhủi ở đây để không bị dẫn độ về Nhật. Thì Carlos Ghosn bị kết án vào tháng 11 năm 2018 vì trong lúc làm chủ tịch của Nissan đó, ông ta thứ nhất đã làm khống giấy tờ, và thứ hai nữa là đã nhiều lần biển thủ ngân sách của Nissan để chi tiêu cho cá nhân. Và khi mà bắt đầu bị điều tra thì ông ta đã nhanh chân tẩu tán tài sản và cuối cùng là đã trốn thoát. Thì được biết là hai cha con Taylor này đó, người cha đã từng phục vụ trong biệt đội mũ xanh của Hoa Kỳ, và các công tố viên cho biết là hai người này có mối quan hệ rất là thân thiết với Carlos Ghosn, và đặc biệt là hai người này đã nhận một cái số tiền là 1.300.000 Carlos Ghosn trả cho hai người cho cái kế hoạch giúp ông ta đào tẩu. Thì ông Michael Taylor đó đã bị tòa án Nhật tuyên án là 2 năm tù, còn người con là 1 năm 8 tháng. Phía Carlos Ghosn khi mà trốn thoát được đó, ông ta đã thông qua báo chí tuyên bố cái lý do mà ông ta đào tẩu là bởi vì ông ta không nghĩ là mình sẽ nhận được một cái phiên xét xử công bằng ở tại Nhật. Cái dữ liệu ở Nhật cho thấy là 90% những cái vụ mà bị chính phủ Nhật truy tố đó thì thường là sẽ bị thọ án tù thôi quý vị, rất ít người có thể được trắng án. Không chỉ riêng vấn đề tin tặc mà ngày hôm nay, thưa quý vị, cái vấn đề lớn hơn nữa đó là Đài Loan. Trong thời gian qua, sau khi Trung Quốc tuyên bố, và trong cái bài diễn văn nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, ông Tập Cận Bình đã lên tiếng mạnh mẽ. Tất cả những quốc gia nào mà tìm cách đe dọa Trung Quốc đó sẽ bị phản bác, tấn công lại bằng cái hành động vũ bão thần tốc và ghê gớm, nghĩa là không có kẻ thù nào có thể đương đầu với Trung Quốc được. Và trong thời gian qua đó, thì Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố sẽ có khả năng xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực, tấn công Đài Loan bằng vũ lực, bằng cách này hay cách khác. Đó là tuyên bố của Tập Cận Bình. Và đến sau đó thì bên phía Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản Taro Taso tuyên bố sẵn lòng để cùng với Hoa Kỳ bảo vệ Đài Loan đến cùng. Và Nhật Bản tuyên bố khi mà Trung Quốc tấn công Đài Loan đó, là gây ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp đến Nhật Bản. Và để bảo vệ những quyền lợi này, Nhật Bản sẽ sẵn lòng ra tay. Hình ảnh quý vị đang nhìn thấy là hình ảnh từ cơ quan truyền thông của Trung Quốc, của Đảng Cộng sản Trung Quốc tung ra trong hôm cuối tuần. Tuyên bố thẳng thừng, nếu Nhật Bản thực sự xen lấn vào chuyện nội bộ của Đài Loan và ngăn cản việc thống nhất với Đài Loan, Trung Quốc sẽ sẵn lòng tấn công bằng nguyên tử
để tiêu diệt Đài Loan, ghê gớm. Và đây có thể nói là hành động mạnh mẽ nhất từ nhiều thập niên qua, đe dọa đến Nhật Bản. Trung Quốc nói rằng các quốc gia, nhất là phía Hoa Kỳ, đừng nên xen lẫn vào chuyện nội bộ, nhất là bất cứ quốc gia nào tìm cách ngăn cản việc thống nhất giữa Bắc Kinh và Đài Loan trở thành một. Thì cái mục tiêu và dã tâm cũng như tham vọng của Trung Quốc vẫn là thống nhất Đài Loan. Sau khi đã lấy lại được Hồng Kông theo cái thỏa hiệp với Anh Quốc rồi, bây giờ điểm nhắm cuối cùng của Trung Quốc là Đài Loan, thưa quý vị. Và những hình ảnh này được đưa ra vào thềm của Thế vận hội sắp được khai mạc. Thậm chí Trung Quốc đưa ra cái thông điệp còn nói chứ, sẵn lòng tấn công Nhật Bản vào ngày khai mạc Thế vận hội nữa mới ghê. Thì đây, đối với các giới chức và đặc biệt Hoa Kỳ, họ chỉ xem đó là những cái lời hù dọa thôi. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau bản quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.